Người truyền giáo mạc môn là gì? Một người truyền giáo mạc môn đi ra và đi giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và những tín nhân của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, tức là mạc môn, đạo mạc môn là rất là đặc biệt vì đạo mạc môn cũng tin vào Chúa Giêsu Kitô và Thượng Đế. Nhưng tín ngưỡng của đạo Mạc Môn cũng khác biệt với Tin Lành và Công giáo. Và có nhiều điều mà rất là quan trọng mà những người truyền giáo sẽ rao truyền cho thế anh. Thứ nhất là chúng ta đến từ đâu. Thứ hai là tại sao chúng ta có mặt trên thế anh. Và thứ ba là sau khi cái chết, chúng ta sẽ đi về đâu. Ba điều đó rất là quan trọng. Và Thượng Đế đã mặc khải hay là đã tiết lộ rất là nhiều điều mới cho những vị tiên tri vào ngày sau cùng. Và tôi xin khuyên các bạn để lắng nghe những người truyền giáo mạc môn.